Thông tin Suli đột ngột qua đời khiến cả thôn giải trí châu Á sốc và bàng hoàng. Nữ ca sĩ xinh đẹp chọn hoàn thành cuộc đời ở tuổi 25, để lại niềm tiếc thương vô hạn nơi người hâm mộ. Không chỉ vậy, người thân và gia đình Suli đã cực kỳ khổ cực khi biết tin Suli chọn cách tự tử để rời khỏi mãi mãi. Trang khuyến khích dẫn lại một nguồn tin được lan truyền trên mạng thôn hội cho hay, ông bà của Suli khi biết chuyện đã khổ cực đến mức ngất xỉu xỉu. Ông của Suli bận rộn bệnh cao huyết áp, giờ đây căn bệnh này liên quan đến cả bệnh tim, tình trạng đã rất đáng lo kinh sợ, rất có thể phải trải qua phẫu thuật. Khi còn sống, Suli rất yêu thương ông bà. Cô từng chia sẻ hình ảnh chụp phổ biến cùng với dòng nhắn, ông bà phải khỏe mạnh nhé, cháu sẽ bệnh tật thay phần ông bà. Nguồn